Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào kèo Europe đến từ dự án Football Coin. Thì để tham gia vào kèo Europe ngày hôm nay các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì anh em sẽ nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Ở trong kèo này thì các bạn sẽ nhận được 10 cái đồng token FPC khi mà chúng ta hoàn thành xong các cái nhiệm vụ. Và mời thêm được một bạn bè thì chúng ta sẽ nhận được thêm 3 cái đồng token FPC. Ở trong kèo này thì chúng ta sẽ có 2.500 suất random và 500 suất dành cho top refer. Cái nhiệm vụ thì cũng khá đơn giản. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ tiến hành chúng ta follow cái trang Twitter của dự án. Ở đây thì các bạn sẽ mở lên cái trang Twitter, sau đó các bạn nhấn vào phần follow. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại các bạn làm nhiệm vụ thứ hai, đó chúng ta sẽ join vào cái kênh Discord của dự án. Đấy, thì đầu video mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm Aerobe, còn cuối video thì mình sẽ review thêm cho các bạn một số cái thông tin về cái dự án này. Hình như đây là một cái dự án game NFT. Ok, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần chấp nhận lời mời, sau đó thì nó sẽ tự động đưa các bạn vào cái trang Discord. Đấy, thì nếu bạn chưa có tài khoản thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản bằng email nhé. Tiếp theo đó chúng ta sẽ follow cái trang Aerobe Partner, là cái trang Crypto Town. Đấy, thì các bạn sẽ follow cái trang của cái kênh này. Rồi, sau đó nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ retweet bài tweet ở trên cái trang Crypto Town. Thì đây các bạn sẽ mở ra, các bạn thấy ở trong phần Telegram có phần tweet, chúng ta click vào. Đấy, thì nó sẽ mở ra cái bài để các bạn retweet ở đây. Thì các bạn thả tim này, sau đó chúng ta sẽ quote tweet về. Ở đây thì nó không yêu cầu chúng ta tác thẻ bạn bè, nên là các bạn có thể retweet hoặc là quote tweet thì đều được. Thì đây có thêm một thông tin, đó là kèo Europe này thì sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 1 và sẽ phân phối về ví cho các bạn vào ngày 7 tháng 2 năm 2022. Ok. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ subscribe kênh YouTube của đối tác, đó là kênh Crypto, cái kênh Europe Ninja. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ chúng ta sẽ join vào kênh channel cũng như là kênh group của dự án. Ok. Rồi. Và cuối cùng, sau khi các bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào phần check. Tiếp theo là các bạn sẽ nhấn vào phần join Europe. Ở đây thì nó sẽ hiện lên các cái thông tin này, website của dự án này thì mình sẽ mở ra trước để lát nữa mình review. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần submit detail. Đấy, tiếp theo nó sẽ hỏi chúng ta bạn đã join vào hai kênh này chưa, thì các bạn sẽ nhấn vào phần done. Rồi, và chúng ta sẽ khai báo cái Twitter profile link. Để lấy cái trang Twitter profile link thì các bạn sẽ vào cho mình cái trang Twitter. Ở đây các bạn vào phần profile. Sau đó chúng ta sẽ copy cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta và các bạn dán vào, nhấn enter. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái ID ở Discord, thì các bạn sẽ vào lại trang Discord. Ở đây các bạn sẽ thấy cái username Discord của chúng ta ở phía dưới góc trái màn hình. Phía dưới góc trái màn hình, đấy thì các bạn chỉ cần click vào thì nó sẽ tự động sao chép. Sau đó thì các bạn dán vào và nhấn enter. Cuối cùng là chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví BEP20. Với địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví MetaMask hoặc là ví Chat Wallet. Các bạn sao chép và chúng ta dán vào, nhấn enter. Cuối cùng thì các bạn sẽ nhấn, nó hỏi các bạn là join vào kênh Aerobe Advisor chưa, tức là cái channel quảng cáo, cái kênh Aerobe Ninja ấy, thì các bạn nhấn đăng. Rồi tiếp theo là nó sẽ yêu cầu chúng ta điền cái đường link bài về tweet. Thì các bạn sẽ quay lại trang Twitter. Ở đây các bạn sẽ vào cái phần profile, sau đó các bạn vào phần tweet và replit. Đấy, thì đây chúng ta sẽ thấy được các cái bài retweet của chúng ta về. Và có cái bài mình vừa retweet ở cái trang Crypto Town để liên quan đến cái dự án Football Coin. Thì các bạn sẽ sao chép, chúng ta sẽ lấy cái đường link của cái bài viết này, sao chép, sau đó các bạn dán cái đường link retweet vào đây và nhấn enter. Cuối cùng thì ở đây tiếp theo là nó sẽ yêu cầu chúng ta điền cái username YouTube hoặc là cái channel link, tức là cái đường link kênh YouTube của bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ điền vào, ở đây thì mình điền username nhé, tức là cái tên kênh YouTube đó. Và cuối cùng thì nó sẽ hiện lên cái phần congratulation, tức là các bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Và bây giờ thì chúng ta có thể nhấn vào phần referral link để các bạn lấy cái đường link chúng ta copy, các bạn chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia, để các bạn có thể nhận được thêm token cũng như là tham gia vào cái việc tuyển rep.
Đấy, còn cái nhiệm vụ ở đây, ở phía trên có một cái nhiệm vụ nữa là subscribe kênh YouTube và channel, rồi là like share cái video. Thì đây các bạn có thể làm hoặc không, bởi vì mình không làm, bởi vì cái nhiệm vụ này thì nó không yêu cầu chúng ta khai báo, nên là nó sẽ không không thể kiểm tra được. Thì các bạn không muốn tốn thời gian thì các bạn có thể bỏ qua. Rồi ok. Và bây giờ cuối video này thì bây giờ mình sẽ review cho anh em thêm một chút cái thông tin cũng như là cái đồ họa ở trong cái dự án này. Thì như các bạn thấy đây là một cái dự án về game NFT, lấy bối cảnh là về những cái tựa game liên quan về bóng đá. Thì đây là một số cái giao diện ở trong game. Ở trong game thì chúng ta có nhiều cái chế độ chơi, ví dụ như là chế độ chơi với máy này, rồi là chế độ chơi những cái ải ở trong game, rồi chế độ người chơi chơi với nhau, rồi là chế độ săn cúp. Đấy, nói chung là chế độ giống như chế độ đua top. Đây mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho anh em này. Thì ở trong game này thì mỗi cầu thủ sẽ là một NFT duy nhất và hãy đào tạo họ đến mức độ khéo léo để đạt được tối đa lợi nhuận trên thị trường chuyển nhượng. Thì mỗi cầu thủ sẽ có chia ra làm các cái hệ như anh em có thể thấy đây. Hệ Legend, hệ Superstar, hệ Possession, hệ Goalkeeper. Đấy, thì mỗi loại cầu thủ thì sẽ có một cái huyền thoại này, siêu sao, cao thủ và người giữ mục tiêu. Đấy, thì nó sẽ có cái giá. Ở đây, các bạn có thể thấy có cái giá ở đây nhá. Đó, thì với cái cầu thủ mà có càng nhiều sao hoặc là với những cầu thủ có cái loại càng hiếm thì cái giá của các cầu thủ này cũng sẽ bán được càng cao ở trên cái marketplace, cũng như là có cái chỉ số sức mạnh nó càng cao hơn. Đấy, thì cái đồng token nằm trong cái dự án này, cái đồng token chính đó là cái đồng FBC. Đấy, thì hôm sau chúng ta sẽ sử dụng cái đồng FBC này để các bạn có thể mua cầu thủ để chơi game. Thì đây là một cái dự án game dành cho những anh em mà yêu thích game bóng đá. Về cái đội ngũ team sáng lập thì đây là một cái team đến từ nước ngoài, và mình cũng thấy có một số có người Việt Nam ở mình. Ở đây có 1, 2, 3 ông, CEO là người Việt nhé. Đây kèo này thì team dev chủ yếu là có hai ông nước ngoài thôi, còn nữa là mình nghĩ đây đều là người Việt. Thì chúng ta có thể check các cái thông tin liên quan về Telegram, cái contract Telegram này, CEO, LinkedIn. Các bạn có thể vào đây chúng ta check các cái thông tin của cái đội ngũ team sáng lập. Ok. Đấy, thì cái phần này nói chung là nó cũng không có quá nhiều thông tin ở trong cái phần này, nên là anh em nếu mà chúng ta cảm thấy yêu thích cái dự án này thì các bạn nên tìm hiểu kỹ nhé. Đó, thì ở trong game này thì chúng ta sẽ cần trang bị cho các cái cầu thủ của chúng ta một số cái vật phẩm như là giày này, áo này, năng lượng này, đấy rồi là tất. Đấy, thì những cái phụ trợ này nó sẽ làm tăng cái chỉ số sức mạnh, cũng như là chúng ta sẽ có thể nâng cấp được các cái cầu thủ của chúng ta bằng những cái vật phẩm này. Đó. Và ở đây thì có cái phần là white paper. Thì đây các bạn có thể kích vào cái phần white paper này để chúng ta đọc thêm một số cái thông tin về cái dự án này. Thì ở trong này mình thấy có khá đầy đủ thông tin về cách chơi game, cũng như là một số cái thông tin thêm về cái dự án này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục review cho anh em về cái tokenomics. Còn tất cả các thông tin về cách chơi ấy, thì anh em có thể vào trong white paper để chúng ta đọc nhé. Rồi, với cái phần token FPC thì cái đồng token này chạy ở trên nền tảng BEP20 và tổng cung của nó là 100 triệu token. Ok, 100 triệu token này thì sẽ phân chia Airdrop 1%, Seed Round 8%, Cố vấn 7%, IDO là 10%, Liquidity 6%, Marketing 10%, dành cho đội ngũ team 13% và dành cho Play to Earn là 45%. Thì anh em có thể thấy là cái đội ngũ này, nếu đây là một cái dự án mà nó lock đúng như cam kết thì nó là một cái dự án đường dài. Vì anh em có thể thấy là cái phần chi phí dành cho cái đội ngũ team ấy thì nó sẽ khóa trong vòng 36 tháng. Đây các bạn có thể thấy khóa trong vòng 36 tháng và cái thời gian list sàn thì nó không hề mở nhá, không hề mở. Đấy, nếu mà đúng như cam kết thì cái dự án này thì anh em có thể là chúng ta join được. Đấy, nhưng mà ngoài ra thì đây mình cũng thấy là ở cái phần IDO ấy thì sẽ có giá là 1 BNB sẽ bằng 10.000 cái đồng token FPC. Nhưng mà ở đây mình chưa thấy đề cái phần vesting là bao nhiêu. Đấy, nên là chúng ta cũng sẽ cần phải cập nhật thêm. Đó. Thì đây là một số cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình.